Hello các bạn, mình là Huy và đây là thú vui nuôi kiến kênh của mình. Như các bạn đã biết, cách đây 3 ngày, mình đã bắt được rất nhiều bé kiến lửa và mình đã thử dưỡng nhiều kiến chúa vào trong một ống nghiệm. Mình đã chia chúng thành 3 đàn trong 3 ống nghiệm và đến hôm nay, mình bắt đầu kiểm tra và cả 3 ống nghiệm đều rất nhiều trứng các bạn ạ. Chỉ trong 3 ngày mà số lượng trứng tăng vượt trội. Và nếu thành công, mình nghĩ 3 đàn kiến này sẽ phát triển siêu nhanh. Theo kinh nghiệm trước đây của mình thì khoảng 20 ngày trứng kiến lửa sẽ phát triển thành kiến thở. Các bạn hãy cùng mình chờ xem đến lúc đó 3 đàn kiến này sẽ phát triển như thế nào nhé. Và cuối video, mình xin cập nhật tình hình đàn kiến lửa đầu tiên của mình. Hiện tại bé kiến chúa và các kiến thở vẫn khỏe. Kiến chúa đã đẻ nhiều trứng hơn, một vài bé kiến thở đã ra đi vì hết tuổi đời. Nhưng thay vào đó, cũng có nhiều trứng đã phát triển thành kiến thở để thay thế. Các bé kiến thở làm việc rất siêng năng, chúng kiếm ăn, chăm sóc kiến chúa, chăm sóc trứng và ấu trùng. Khi nào số lượng kiến thở phát triển lớn hơn, mình sẽ di chuyển chúng vào thành kiến tháp. Mình sẽ thường xuyên cập nhật đàn kiến này cho các bạn nhé. Nếu có gì thắc mắc, các bạn hãy bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã follow mình. Chào các bạn.